Chào các bạn, chúng ta bắt đầu buổi hôm nay nhỉ. Buổi hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và bàn luận về một cái lớp mô hình, đó chính là cái cây quyết định. Thì trong buổi trước chúng ta đã làm quen với cái việc là làm nào để chúng ta dùng một cái cấu trúc cây để chúng ta xấp xỉ một cái hàm F mà chúng ta cần học. Và chúng ta cũng đã tìm hiểu cái thuật toán ID3 mà có thể giúp chúng ta học một cái cây từ tập dữ liệu cho trước. Và các bạn nhớ lại là ở đây chúng ta đang xét một cái bài toán phân loại mà các cái thuộc tính trong cái bài toán này thì đều là những thuộc tính có dạng định danh. Có nghĩa là cái giá trị của nó nằm trong một tập có thể định danh được, hay là một cái tập hữu hạn, ví dụ thế. Thì cái ý tưởng của thuật toán ID3 thì các bạn thấy là cũng rất là đơn giản thôi, đúng không? Chúng ta sẽ xây dựng từng tí một cho cái cây xuất phát từ gốc cho đến khi nào mà chúng ta hết khả năng phát triển rồi thì lúc đấy chúng ta sẽ dừng. Thì trong buổi trước chúng ta đã bàn luận một vài những cái tính chất của thuật toán ID3. Thì chúng ta thấy là với cách làm việc của ID3 thì có thể nó sẽ tìm được một cái cây mà có thể là khớp với cái dữ liệu huấn luyện đầu tiên, ví dụ như vậy. Và cái cách làm việc của thuật toán ID3 thì cũng là theo cái tư tưởng của thuật toán leo đồi thôi, hay là tham lam, tương tự như vậy. Và như vậy có nghĩa là cái cây nó tìm được ấy, thì chúng ta có thể hình dung đấy là một cái nghiệm mà tạm gọi là những nghiệm tối ưu địa phương thôi, chứ không phải là một cái cây tối ưu mà chúng ta muốn tìm. Thế thì trong buổi hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận một vài những cái tính chất, hay là một vài những cái vấn đề mà cái thuật toán ID3 nó có thể vướng phải. Và chúng ta sẽ cùng bàn luận xem liệu chúng ta có thể giải quyết được hoặc là cải thiện được cái thuật toán ID3 đấy không, ví dụ như vậy. Như chúng ta thấy là với cái cách làm của ID3 thì nó luôn luôn nó tại mỗi bước là nó tìm cái hướng mà có thể phân chia dữ liệu tốt nhất, đúng không? Hay là cụ thể hơn là tại mỗi cái đỉnh ấy, thì khi mà nó làm việc thì nó sẽ tìm một cái thuộc tính mà có tính tách biệt nhất để nó đặt vào một cái đỉnh, và chúng ta coi đấy là một cái thuộc tính kiểm tra đấy. Và như vậy với cách làm như thế thì và chúng ta đã dùng cái một cái độ đo nó gọi là information grain để chúng ta đo đạc cái sự tách biệt của mỗi một cái thuộc tính, và chúng ta sẽ chọn cái thuộc tính mà có cái grain đấy nó phải là lớn nhất. Thế thì với cách làm như thế thì có thể là cái thuật toán nó có khả năng outfit cái dữ liệu huấn luyện. Cái cách làm rất là đơn giản thế thì nó đang đi cố gắng là tối ưu ở cái dữ liệu huấn luyện, hay là cực tiểu hóa cái lỗi phán đoán thôi. Và trong thực tế thì người ta đã thấy điều này rất là rõ. Rồi, một cái vấn đề thứ hai, khi mà chúng ta làm việc với một những cái bài toán mà các cái thuộc tính nó có thể là các số thực, ví dụ thế, chứ không phải là những cái thuộc tính dạng định danh nữa. Thế thì rất nhiều những bài toán trong thực tế thì nó có những thuộc tính như thế này. Và như vậy là nếu mà chúng ta làm việc với những bài toán đấy thì có thể cái thuật toán ID3 chúng ta sẽ không làm việc trực tiếp được. Bởi vì ở đây chúng ta thấy là với cách làm việc của ID3 thì nó phải yêu cầu các cái thuộc tính nó phải dạng định danh. Và lúc đấy thì chúng ta mới có thể tính được entropy, rồi chúng ta tính được gain, đúng không? Rồi chúng ta phân chia cái
chúng ta phát triển các cái nhánh từ một cái đỉnh nào đấy. Thì chúng ta cứ hình dung là chúng ta phát triển những cái nhánh, số lượng nhánh nó sẽ tương ứng với số lượng các cái thuộc tính có thể có của một cái của một thuộc tính. Số lượng các giá trị có thể có của một thuộc tính. Đấy. Và nó sẽ tương ứng với số lượng nhánh. Thế nếu mà chúng ta hình dung là nếu mà một thuộc tính nó có dạng số thực, có nghĩa là cái miền giá trị của nó có thể là vô hạn. Và như vậy là nếu mà chúng ta cứ chia theo từng giá trị của nó thì chắc chắn nó không không thể làm được. Đúng không? Thế cho nên là về sau người ta sẽ phải phát triển những cái phương pháp mà phải làm việc được với trong cái trường hợp này. Đấy. Rồi. Thế thì một cái câu hỏi cũng khá là tự nhiên là chúng ta đã dùng cái một cái độ đo nó gọi là information gain. Thì trong buổi trước chúng ta thấy là cái độ đo đấy ấy, thì nó có một cái đặc trưng là nó sẽ ưu tiên tìm những cái thuộc tính mà có nhiều giá trị. Và như vậy nó sẽ tạo ra những cái cây mà rất là lùn, vừa lùn vừa béo. À, chúng ta cứ hình dung là như vậy. Nhưng mà như thế thì chưa chắc nó đã tốt. Và cái độ đo này nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái hiệu quả của cái cây. À. Thế thì làm nào để chúng ta có thể có được cái độ đo nó tốt hơn? Thì đấy là một cái câu hỏi mà chúng ta cũng có thể đặt ra. Một cái vấn đề nữa là trong thực tế thì cái dữ liệu của chúng ta rất nhiều những cái bài toán mà khi chúng ta thu thập dữ liệu thì chúng ta có thể không thu thập được hết những cái giá trị hay là những cái thuộc tính bên trong một đối tượng. Ví dụ một cái x nào đấy là chúng ta chỉ thu thập được một vài phần thôi. Thế là những chỗ khác chúng ta không thu thập được. Có nên những chỗ đấy là nó bị thiếu hoặc là nó bị trống, ví dụ thế. Thế thì lúc đấy ID3 có thể là chúng ta lại không 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 dùng được. Bởi vì chúng ta thấy là mỗi lần chúng ta mang ra phán đoán ấy, hoặc là chúng ta học thì chúng ta phải dùng các thuộc tính đấy, cái giá trị của các tính để chúng ta duyệt từ gốc cho đến đến lá, đúng không? Cho nên là nếu mà thiếu thuộc tính nào đấy thì chịu, chúng ta không duyệt được nữa. À, và như vậy là chúng ta thấy là đây chính là một cái vấn đề khi khi chúng ta làm việc với ID3. À. Mà chắc chắn là rất nhiều những ứng dụng trong thực tế là hay bị thiếu dữ liệu, hay bị thiếu những cái giá trị, hay là có rất nhiều những cái dữ liệu trống khi chúng ta thu thập và chúng ta không thể tránh được. Các bạn cứ hình dung là khi chúng ta thu thập cái dữ liệu, cái profile của một người nào đấy trên Facebook, ví dụ thế. Thế thì trong trong Facebook thì nó có nhiều cái thông tin để nó mô tả một người. Thế nhưng mà bình thường thì rất là hiếm người là điền hết tất cả các thông tin vào trong đấy. Và đôi khi thì chúng ta chỉ điền một vài thông tin thôi, đúng không? Và như vậy là nếu mà chúng ta cứ hình dung cái dữ liệu mà chúng ta thu thập được từ đấy thì rõ ràng là nó thiếu rất nhiều. Nó thiếu rất nhiều các giá trị. Rồi một cái vấn đề nữa là đôi khi ấy thì có những cái bài toán mà nó liên quan đến những cái thuộc tính mà đôi khi nó khá là đắt đỏ để chúng ta thu thập, ví dụ thế. Ví dụ trong ngành y chẳng hạn, có một vài những cái thuộc tính hay là nó liên quan đến những cái đo đạc và cần sử dụng máy móc, ví dụ thế. Thế thì đôi khi cái việc đo đạc đấy là rất là đắt. Thế thì những cái thế thì một cái câu hỏi là làm nào để đưa được những cái thông tin đấy vào bên trong cái một cái phương pháp của học máy, ví dụ thế, thì cũng là một cái vấn đề cũng khá là quan trọng. Và đối với ID3 thì chúng ta chưa chưa tận dụng được cái điều đấy và chưa giải quyết được cái trong cái trường hợp đó. Thì đây là một vài những cái vấn đề khi chúng ta dùng cái ID3 trong thực tế.
Rồi, chỗ này các bạn có chỗ nào chưa hiểu không? Các bạn nghe nghe rõ mình nói không? Có hả? Em rõ. Có. À, ok. À, đây là một cái ví dụ minh họa mình lấy trong cái cuốn sách của Michel, minh họa một cái việc là khi chúng ta huấn luyện một cái cây quyết định, và chúng ta cho cái cây đấy nó phát triển hết cỡ thì thôi. Thế thì các bạn có hình dung là khi mà phát triển hết cỡ, có nghĩa là những cái dữ liệu trong quá trình phát triển ấy, trong quá trình training ấy, thì cái dữ liệu nó càng xa cái gốc ấy, hay là nó càng gần với cái lá thì nó càng ít dữ liệu, đúng không? Và trong trường hợp tốt nhất là mỗi lá nó chỉ có một cái nhãn thôi, và lúc đấy thì cái việc phán đoán cho cái dữ liệu huấn luyện là có độ chính xác khoảng 100%, ví dụ thế. Đây là một cái ví dụ minh họa là khi chúng ta huấn luyện trên một cái tập dữ liệu thì cái độ chính xác trên cái tập huấn luyện ấy thì nó có tăng dần tăng dần tăng dần khi khi cây phát triển càng ngày càng lớn. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái cây đấy để chúng ta phán đoán cho một cái dữ liệu mà nó không nằm trong cái tập huấn luyện đấy, thì đây là một cái ví dụ. Chúng ta thấy là cái chất lượng phán đoán có vẻ như càng ngày càng tệ dần so với cái cỡ của cái cây đấy. Cây nó có thể phát triển càng ngày càng lớn nhưng mà cái chất lượng phán đoán cho dữ liệu trong tương lai lại càng ngày càng tệ. Với cái ví dụ này thì chúng ta có thể hình dung là có thể cái cây này nó đang đang bị vướng phải overfitting. Và như cái việc này nó diễn ra rất thường xuyên đối với Ediba. Đấy. Cho nên là về sau người ta phải phát triển rất nhiều các cái biến thể, các cái cải tiến để giúp cái cây nó phát triển tốt hơn, nó làm việc tốt hơn. Đây là hai cái giải pháp hay là hai cái ý tưởng mà có thể chúng ta kỳ vọng là chúng ta có thể giúp cái ID3 nó tránh hay là nó giảm được overfitting. Cái ý tưởng đầu tiên là ngừng học sớm. Có nghĩa là chúng ta không cho cái cây nó phát triển một cách hết cỡ. Và đến một cái mức nào đấy, đến một cái độ lớn nào đấy thì chúng ta dừng, chúng ta không không cho nó học nữa. Thì đấy đấy là ý tưởng của ngừng học sớm. Và một ý tưởng thứ hai là người ta gọi là cắt tỉa. Cắt tỉa có nghĩa là ban đầu chúng ta huấn luyện để chúng ta cho học một cách hết cỡ thì thôi. Có nghĩa là cái cây sau khi học có thể là nó overfit hoàn toàn cái dữ liệu của chúng ta. Sau đấy, sau khi học chúng ta sẽ dùng một cái bước người ta gọi là hậu xử lý để cắt tỉa bớt cái cây đấy đi cho nó gọn gàng đi. Nhưng mà cái việc cắt tỉa để làm sao cho là cái độ chính xác nó phải giữ được ngang ngửa đối với cái tập dữ liệu huấn luyện ấy, hoặc là nó bị mất mát không quá nhiều, nó bị thâm hụt không quá nhiều đấy. Nhưng mà cái cỡ của cây nó phải giảm đi đấy. Thì cái việc đấy chúng ta kỳ vọng là nó có thể giúp cho cái cây nó có khả năng tổng quan hóa tốt hơn. Các bạn có nhớ lại cái ý này này, nó giống với cái gì đó trong những cái trong những cái buổi trước mà chúng ta đã tìm hiểu không? Cái ý thứ hai này chúng ta thấy Giống với regularization. tại sao lại bạn bạn lại nói nó giống nhỉ? Tại vì là nó sẽ làm cho cái cây nó không bị quá đúng trên cái tập training và nó sẽ bớt bị overfit ạ. Ừ.
nó giảm bớt những cái ảnh hưởng của cái thuộc tính nó sâu quá, những cái variant nhé, thì nó sẽ thể hiện đúng hơn trên cái tập test. Rồi, ok, đấy, đấy đấy là một cái mối liên hệ. Rồi, rất là hợp lý. Thì các bạn thấy là khi mình cắt tỉa này có nghĩa là làm cho cái cỡ của cây nó bé đi, nó giảm đi đúng không? Thế thì chúng ta hình dung là chúng ta nhớ lại là cái trong cái mô hình hồi quy tuyến tính, nếu mà chúng ta dùng hai cái đại lượng, ví dụ cái chuẩn L1 và chuẩn L2 để chúng ta làm cái đại lượng hiệu chỉnh, ví dụ thế, thì đấy là một cách để chúng ta hạn chế cái độ lớn của cái hàm hồi quy hay là độ lớn của cái vector hệ số ấy, đúng không? Thế thì đối với cái việc là chúng ta cắt tỉa ở đây này thì nó cũng tương tự như vậy. Đấy. Chúng ta cũng hạn chế cái độ lớn của cái cây ấy. Rồi, và như vậy là nó có mối liên hệ rất là rõ ràng với nhau. Thì đấy là hai cái ý tưởng. Thế nhưng mà nó có một cái khó là ví dụ nếu mà chúng ta sử dụng ngừng học sớm, thế thì một cái câu hỏi là khi nào chúng ta dừng? Trong quá trình chúng ta huấn luyện ấy, thì chúng ta làm nào để chúng ta biết chúng ta phải dừng? Thì đấy là một cái câu hỏi lại tạo ra một cái câu hỏi câu chuyện hơi khó. Rồi, thế nó cũng tương tự như như các bạn thôi. Các bạn có nên ngừng học sớm không? Hay là học đến bao giờ? Đấy là một cái khó khi chúng ta muốn muốn dùng kỹ thuật ngừng học sớm. Thế còn cái phương pháp thứ hai thì nó cũng cần phải thực hiện một cách khá là cẩn thận, ví dụ thế. Và chúng ta cũng cần cần phải có cái cách để chúng ta quyết định xem là khi nào chúng ta dừng cái việc cắt tỉa, và chúng ta muốn xem là cái cỡ của cái cây ấy, nó như nào là tốt, ví dụ thế, thì làm sao để chúng ta quyết định được cái những thứ đấy. Thì với cái việc cắt tỉa thì các bạn có cái ý tưởng gì không? Thưa thầy, có thể cắt tỉa khi mà cái độ tăng của thông tin information gain nó không đáng kể nữa thì Độ tăng của information gain không đáng kể. Nhưng tại sao nó lại tăng nhỉ? Chặt ở vị trí mà các cái nhánh của cây khi mà information gain này nó tách biệt nhau không quá một tỷ lệ gì đó. Ok, đấy đấy cũng là một cái ý tưởng. Cái gain nó
ở một cái ngưỡng nào đấy, hoặc là ok rồi, hoặc là các bạn nói một cách khác là tại một cái đỉnh thì cái entropy của nó đạt một cái ngưỡng nào đấy, đúng không? Nó bé hơn hoặc bằng một cái ngưỡng nào đấy thì chúng ta có thể giữ cái đỉnh đó và không phát triển nữa. Coi đấy là lá. Ngoài ra, các bạn nào có ý tưởng khác không? Em nghĩ là những cái nhánh nào mà có entropy mà nhỏ mà gần bằng không rồi thì có thể nhập hai cái nhánh đấy làm một, thì sau khi nhập thì có thể độ sâu của nhánh này sẽ tăng nhưng mà cái độ rộng của cái cây nó sẽ giảm bớt đi ạ. Và những cái nhánh nào mà sâu quá thì mình sẽ cắt đi, những cái nhánh nào mà có entropy nó đủ nhỏ rồi thì sẽ cắt đi. Ừ. Thì chính là cái ý ý của bạn trước vừa nãy nói đúng không? Thế chúng ta có lấy một cái ngưỡng của entropy cho đấy thì chúng ta sẽ cắt đi những cái những cái đỉnh mà entropy nó bé hơn. Ok rồi thì đấy là một cái vấn đề thì trong thực tế các bạn cũng có thể thử suy nghĩ một vài những giải pháp để hậu xử lý cái cây. Một cái cách khác thì chúng ta cũng có thể nghĩ đến là chúng ta dùng một cái tập người ta gọi là tập validation hay là một cái tập tối ưu ví dụ thế để giúp chúng ta cắt tỉa cái cây. Thế thì cái tập validation này thì nó là một cái tập mà nó không nằm trong cái dữ liệu dùng để huấn luyện cái cây ấy. Thì lúc đấy thì chúng ta dùng nó mới hiệu quả. Nó có, mới có ý nghĩa. Thế còn nếu mà chúng ta lấy cái dữ liệu trong cái tập dữ liệu để trong cái tập dùng để huấn luyện cây ấy, thì nó không có ý nghĩa. Chúng ta chú ý là như vậy. Thế thì cái tập validation thì thông thường là đó chính là một cái tập nhỏ mà nó được tách ra từ cái tập dữ liệu chúng ta đang có ngay từ ban đầu ấy. Và chúng ta giả thuyết rằng là chúng ta coi dữ liệu đấy là dữ liệu tương lai. Tương lai. Rồi. Chúng ta quay trở lại cái vấn đề đối với IDIBA. Như vừa nãy chúng ta thấy là chúng ta biết là cái information gain ấy thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hiệu quả của một cái cây. Mà chúng ta đã phân tích là nó thường ưu tiên hay là rất là thích những cái thuộc tính mà nó có nhiều giá trị. Và những thuộc tính đấy hay được ưu tiên lựa chọn đầu tiên hay là nó rất rất là cần gốc. Và nó tạo ra những cây rất là lùn béo. À. Thế thì cái điều đấy chưa chắc đã phải là tốt. Như trong trong buổi trước chúng ta thấy là ví dụ trong cái dữ liệu chúng ta có một cái thuộc tính mà cái tập dữ liệu của nó có à, cái có một thuộc tính mà cái tập giá trị của nó rất là lớn ví dụ thế. Nó bao phủ hoàn toàn cái dữ liệu của ta. Và nếu mà mỗi một cái quan sát mà nó có đúng một cái giá trị và hai quan sát bất kỳ thì nó khác nhau và như vậy là lúc đấy nó chúng ta chỉ cần dùng cái thuộc tính đấy là chúng ta đã làm cho cái cây nó phán đoán chính xác 100% cái dữ liệu huấn luyện rồi. Nhưng mà rõ ràng cái cây đấy thì về sau nó chả giúp ích gì trong cái việc chúng ta phán đoán với cái dữ liệu trong tương lai cả. Đúng không? Và rõ ràng là nó overfit. Thế thì
Về sau người ta cũng đề xuất một vài những cái đồ đo khác mà có thể thay thế cho cái information gain. Ví dụ như là cái gain ratio thì cũng là một cái ví dụ khác để người ta cải thiện cái gain. Hoặc là đến bây giờ thì người ta cũng đã tạo ra nhiều cái đồ đo khác nữa, nên các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thế còn trong trường hợp mà cái bài toán mà của chúng ta ấy, nó có cái dữ liệu thiếu hoặc là những cái dữ liệu thực, những cái dữ liệu số thực ấy, ví dụ thế. Thế thì chúng ta thấy là ID3 nó sẽ không làm việc được trong trường hợp đấy, cả trong cái quá trình training và cả trong quá trình test, ví dụ thế. Thế thì làm nào? Bây giờ chúng ta sẽ bàn luận đối với trường hợp là cái dữ liệu là dưới dạng số thực. Chúng ta nhớ lại là trong ID3 thì các cái thuộc tính thì trước tiên chúng ta phải biểu diễn nó dưới dạng định danh, đúng không? Có nghĩa là mỗi một thuộc tính nó thuộc vào một cái tập hữu hạn các cái giá trị thôi. Và những giá trị đấy là có dạng định danh thôi, chứ không phải là những con số cộng trừ nhân chia được. Đấy. Thế thì một cái cách để chúng ta có thể đưa những thuộc tính số thực về dạng định danh, đó chính là dùng một kỹ thuật, ví dụ người ta gọi là rời giảng hóa. Rời giảng hóa thì đây là một cách để chúng ta đưa nó về, có nghĩa là chúng ta biến một cái thuộc tính thực về một cái thuộc tính dạng rời giảng bằng cách là chia cái miền giá trị của thuộc tính đấy thành nhiều cái khoảng khác nhau. Ví dụ này, một cái thuộc tính nào đấy nó nằm trong cái khoảng từ 0 đến 1, ví dụ thế. Thì từ 0 đến 1, giả sử chúng ta chọn trước là chúng ta muốn biến cái thuộc tính này về một cái dạng rời rạc mà có 4 giá trị thôi. Thế thì chúng ta sẽ chia cái khoảng này ra thành 4 phần, ví dụ thế. Và một cách đơn giản là chúng ta chia thành 4 phần bằng nhau. Ví dụ chúng ta chia từ 0 cho đến 0,25. Rồi 0,5 đến 0,5, ví dụ thế, vân vân. Thì đây chính là bốn cái khoảng con. Đấy. Và chúng ta sẽ có một tập phần tử có bốn giá trị thôi. Thế thì cái tập này chính là một tập rời rạc. Thì các bạn cứ hình dung là khi chúng ta cho trước một cái giá trị nằm trong đây thì chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta ánh xạ xem nó nằm ở cái giá trị nào trong cái tập này, đúng không? Ví dụ trong cái tập này thì cái tập rời rạc ấy thì các bạn có thể đánh số, ví dụ đây là V1, đây V2, V3, V4, ví dụ thế. Thì về sau mỗi một cái thuộc tính thì chúng ta có thể biểu diễn nó có dạng như vậy. Thì đây là một cách rời rạc hóa rất là đơn giản. Tất nhiên thì trong cái lĩnh vực machine learning và data mining ấy, thì người ta cũng có nhiều cái cách để giúp chúng ta rời rạc hóa. Ví dụ trong các cái thư viện thì người ta cũng hay triển khai cho chúng ta một vài cách để người ta rời rạc hóa cái thuộc tính. Đôi khi có một vài những cách rời rạc hóa nó phức tạp hơn một chút. Thế còn trong trường hợp mà thiếu giá trị thế làm nào? Chúng ta có thể nghĩ đến hai cái ý tưởng. Tất nhiên là hai cái ý tưởng này cũng rất là đơn giản thôi. Thế còn cái hiệu quả của nó thì chưa biết thế nào. Thì mỗi một bài toán thì chúng ta cần đánh biết được. Ý tưởng đầu tiên là ví dụ tại một cái thuộc tính XA nào đấy mà bị thiếu, ví dụ thế, tại thuộc tính A mà bị thiếu. Thế thì chúng ta sẽ tìm trong cái tập dữ liệu huấn luyện ấy, tất cả những giá trị của thuộc tính A mà chúng ta sẽ tìm cái giá trị phổ biến nhất trong số đấy. Chúng ta ký hiệu nó là XA, ví dụ đấy, rồi chúng ta điền vào những cái chỗ bị trống cho cái thuộc tính A. Thì đấy là một cái ý tưởng.
Tất nhiên là với cái ý tưởng đó thì chúng ta chưa quan tâm đến cái nhãn lớp gì cả, đúng không? Mà chỉ quan tâm đến x thôi. À, thì chúng ta cứ tạm hình dung là chúng ta điền điền giá trị một cách không giám sát. À. À, một cái ý tưởng thứ hai, nếu mà chúng ta áp dụng cho cái bài toán phân loại ví dụ thế. Thế thì chúng ta có thể mượn thêm cái thông tin của nhãn lớp nữa để chúng ta tìm cái thuộc tính. Ví dụ như là tại một cái vị trí, một cái quan sát x nào đấy nó thuộc vào cái lớp C ví dụ thế. Thế thì chúng ta sẽ tìm tất cả những giá trị của thuộc tính A trong cái lớp x đó, trong cái lớp C đấy. Mà cái giá trị nào nó phổ biến nhất thì chúng ta sẽ chọn nó để chúng ta điền vào những cái chỗ trống cho tất cả cái dữ liệu trong cái lớp C đó. Có nghĩa là chúng ta lúc này chúng ta chỉ tìm những giá trị bên trong một lớp thôi. Thì đấy là giải pháp thứ hai. Thế còn giải pháp trên là chúng ta tìm bên trong toàn bộ cái tập dữ liệu huấn luyện, đúng không? À, thì nó chỉ có hơi khác nhau một tí. Thế còn cái giải pháp thứ hai thì nó phù hợp với bài toán phân loại và nó có thể hữu ích hơn đối với bài tập đấy. Thì đây là hai cách cũng rất là đơn giản, ý tưởng đơn giản thôi. Các bạn có cái idea gì khác không? Em thấy là điền vào cái xA đấy cái giá trị trung bình của những cái quan sát thuộc cùng cái lớp với cái x này. Ừ. Rồi, đấy cũng là một cái ý tưởng. Ừ, cũng có thể tốt. Lấy giá trị trung bình, đúng không? Của tất cả những cái quan sát. Trong cái phần rời rạc phía trên, ví dụ hoặc là thì thiếu giá trị ở phía dưới thì có bạn nào có ý tưởng gì khác không? Em này có thể lấy một thằng hàng xóm gần nó nhất rồi điền vào cùng giá trị. Lấy hàng xóm gần nhất á? Lấy một thằng gần giống nó nhất, kiểu giống cho nó nhất hàng xóm rồi điền vào. Thế làm nào để biết được ông nào là hàng xóm? Lại phải thêm, em nghĩ thêm một độ đo cũng trừ những cái giá trị thuộc tính, mà trừ cái thuộc tính mình không biết ra thì sẽ các thuộc tính còn lại. Bạn nào tắt mất cái slide rồi? Dũng nói lại lần nãy mình chưa nghe rõ lắm. Em này kiểu nếu mà nó thiếu một giá trị thôi thì mình xét các giá trị còn lại, thì dựa vào các giá trị còn lại đấy thì mình tìm cái thằng nào mà gần giống nó nhất ạ. Có thể dựa vào một độ đo nào đó, sau đó mình tìm cái thằng gần nó nhất mà nó có giá trị ở
chỗ tương ứng với XA thì mình điền vào thôi ạ. Ừ. Ok, rồi có thể làm như thế. Nhưng mà nó lại có một cái vấn đề khi mà bạn làm như vậy là bản thân những cái dữ liệu khác nó bị thiếu, thì đo đạc như thế nào? Đo đạc gần gần hay là giống bằng cách nào? Dạ. Ý em là cái giá trị này thiếu đúng không? Thì mình dựa các giá trị còn lại. Ừ, thì giá trị còn lại thì chúng ta ví dụ bây giờ mình lấy một ví dụ là chúng ta dùng độ đo cosine. Cosine thì bạn sẽ phải ví dụ phải nhân hai cái vector với nhau đúng không? Thế thì nhân hai vector có nghĩa là bạn đã giả thuyết là các cái thành phần của hai vector đấy nó phải đầy đủ thì chúng ta mới nhân được. Thế bây giờ cái dữ liệu trong cái hai vector đấy nó còn bị thiếu. Thế thì tính nào? Em cũng nó chưa nghĩ ra. À, cái kỹ thuật rời rạc hóa phía trên ấy, ví dụ cái rời rạc này thì nó rất là gần với một cái cách trong trong thống kê người ta hay hay gọi là binning. Binning có nghĩa là chúng ta chia một tập nó vào các cái thùng khác nhau ấy. Các bạn nào có nghe hay có dùng cái đấy bao giờ chưa? Bin binning chia vào các cái bin. Ok rồi, và như vậy là chúng ta thấy là thuật toán IDE3 thì đấy là một thuật toán, có thể nói là một trong thuật toán kinh điển để giúp chúng ta học một cái cây quyết định từ dữ liệu, và nó cũng là một trong thuật toán đầu tiên được đề xuất để giúp ta học một cây. Ý tưởng rất đơn giản đúng không? Thế nhưng mà chúng ta thấy là nó có rất nhiều những cái nhược điểm. Cho nên là về sau ấy thì người ta phải phát triển rất nhiều các cái cải tiến của nó. Ví dụ một cái thuật toán gọi là C45 thì cũng là một thuật toán rất là tốt để học một cây quyết định. Tất nhiên trong cái bài giảng này thì chúng ta sẽ không tìm hiểu về cái đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu một cái mô hình khác. Nó gọi là rừng ngẫu nhiên, rừng ngẫu nhiên. Ừ. Thế thì đây là một phương pháp mà đã được phát triển bởi Leo Brodmann từ năm 2001, có nghĩa là cách đây 20 năm rồi, đúng không? Cũng không xa lắm. Ừ. Và nó có thể giải quyết cả hai cái bài toán phân loại và hồi quy. Và tất nhiên này gần đây thì người ta có thể áp dụng cho nhiều mặt bằng khác nữa. Rừng ngẫu nhiên nghe cũng rất là lạ. Đấy. Thế thì rừng thì các bạn biết rồi đúng không? Các bạn nào chưa biết rừng không? Dụ ở quân có đây không? Quân có đây không nhỉ? Ok, Nhật Minh.
Nhật Minh có đây không? Join vào trong lớp sao lại đi đâu mất rồi? Đối với rừng ngẫu nhiên thì một cái ý tưởng rất là đơn giản, có thể nói là cực kỳ đơn giản, mà mặc dù nó đơn giản thế nhưng mà nó tạo ra một lớp các cái phương pháp và có thể nói là cực kỳ mạnh. Chúng ta thấy là những cái phương pháp trước đây hay là những cái mô hình trước đây mà chúng ta làm việc ấy thì thông thường chúng ta làm việc với một cái mô hình hay là một cái hàm. Ví dụ trong mô hình tuyến tính thì chúng ta dùng một cái hàm tuyến tính để chúng ta xấp xỉ, và việc học nó chỉ học một hàm thôi. Cây quyết định thì chúng ta cũng học một cái cây thôi, đúng không? Và khi chúng ta mang ra phán đoán thì chúng ta cũng dùng một cái cây đấy chúng ta phán đoán, và chúng ta chỉ có một cái giá trị phán đoán. Thế thì rừng ngẫu nhiên ấy, cái ý tưởng của nó là chúng ta để chúng ta đưa ra một phán đoán nào đấy thì chúng ta sẽ dùng rất nhiều các cái phán đoán của các cái cây khác nhau. Sau đấy chúng ta lấy trung bình của tất cả những cái phán đoán đó rồi chúng ta mang ra phán đoán. Rất là đơn giản như vậy. Thế là chúng ta tận dụng sức mạnh của rất nhiều cây khác nhau. Thì các bạn thấy là với cái ý tưởng này thì rõ ràng là bản thân con người chúng ta bên ngoài thực tế thì chúng ta cũng đã dùng rất nhiều, đúng không? Chúng ta thường xuyên dùng. Để đưa ra một cái quyết định gì đấy thì chúng ta phải thu thập rất nhiều những cái ý kiến của mọi người, ví dụ thế. Hay là mỗi một cái việc mà chúng ta cần cần bỏ phiếu, ví dụ thế, thì đấy cũng chính là cái cách để chúng ta đưa ra một quyết định bằng cách là kết hợp tổng hợp rất nhiều các cái phiếu của từng cá nhân riêng lẻ. Thế thì tại sao mà con người chúng ta lại hay dùng như thế? Các bạn nào có giải thích gì không? Tại sao mà chúng ta trong thực tế chúng ta lại rất hay dùng cái kiểu bỏ phiếu như vậy? Vì là khách quan ạ. Khách quan. Còn gì nữa không? Bởi vì không ai đúng 100% ạ. Không ai đúng 100% về thì trung bình lại thì nó cũng không thể đúng 100%. À, thì mỗi người có một ý đúng trong đó. Mỗi người có Em một ý nghĩ đúng á. là tâm lý đám đông thì nó thế, kiểu theo đám đông. Theo theo đám đông là thế nào? Nhưng mà nó phải có cái logic gì ở đó, lý do gì ở đó chứ. Vâng, thì nếu mà nhiều người cùng đưa ra một ý kiến thì ý kiến đó có vẻ sắc nắng. Có phải là ước lượng không chạy không thầy? Ước lượng không chạch. Tại sao em lại nói là ước lượng không chạch? Bởi vì là một cái mẫu nó đủ lớn thì em nghĩ thấy được. Ok, thì chúng ta thấy là rõ ràng là cái cách làm thế thì con người chúng ta dùng rất nhiều, đúng không? Rất phổ biến. Có nghĩa là nó có cái hợp lý ở đấy. Và cái chất lượng nó cũng tốt và có thể dùng được. Cho nên chúng ta thường xuyên chúng ta dùng. Đấy. Thế thì trong cái lĩnh vực này thì người ta cũng có một cái hướng các cái mô hình cũng làm việc như thế. Thì Random Forest nó là một cái ví dụ minh họa. Có nghĩa là chúng ta thay vì chúng ta học một hàm thì chúng ta sẽ học rất nhiều hàm. Sau đấy
chúng ta tổng hợp nó lại để tạo thành một cái hàm chung, một cái hàm tổng thể. Rồi thì với cái ý tưởng rất đơn giản thế thì và đặc biệt là cái cách triển khai, chúng ta biết là nó rất là đơn giản, bởi vì trong cái mô hình này thì nó chỉ dùng các cái cây ngẫu nhiên thôi. Đấy. Cái cây ngẫu nhiên có nghĩa là những cái cây mà được phát triển một cách độc lập và hoàn toàn là ngẫu nhiên, bản thân cái dữ liệu học nó là ngẫu nhiên và cái cách chúng ta phát triển một cây cũng là ngẫu nhiên, cho nên nó tạo ra một cây hoàn toàn ngẫu nhiên. Đấy. Thế thì các bạn thấy là một cây mà phát triển hoàn toàn ngẫu nhiên thì rõ ràng là cái khả năng phán đoán của nó có thể là nó sẽ không không thể tốt được, đúng không? Cũng tương tự như cái việc mà khi chúng ta đưa đưa ra một cái phán đoán gì đó ấy, mà chúng ta tung đồng xu, ví dụ thế, ví dụ một trong một chúng ta muốn phán đoán một trận đấu bóng đá thắng hay thua, ví dụ đấy, chúng ta tung đồng xu, một cái ngẫu nhiên, thì rõ ràng là cái khả năng chính xác thì chỉ khoảng 50% thôi. À, như vậy là khi chúng ta dùng cái cây ngẫu nhiên thì cái khả năng phán đoán của nó rất là tệ. Thế nhưng mà khi mà kết hợp lại rất nhiều những cây như thế thì nó lại tạo ra một cái phương pháp cực kỳ mạnh. Cái điểm hay nó là chỗ đấy. Và cho đến nay thì rừng ngẫu nhiên nó vẫn là một trong những phương pháp phổ biến nhất và hiệu quả nhất trong rất nhiều các cái miền ứng dụng khác nhau. Thế thì cái tổng kết này thì đấy là đã được rất nhiều người ta ứng dụng vào các cái lĩnh vực khác nhau. Và năm 2014 thì đã có một cái đánh giá rất là cẩn thận của một nhóm các nhà khoa học. Và họ đã đánh giá và so sánh với rất nhiều các cái lớp mô hình khác nhau, rồi triển khai với khoảng trên 50 miền ứng dụng khác nhau để họ đưa ra một cái kết luận như vậy. Thế thì bởi vì cái ý tưởng của rừng ngẫu nhiên nó đơn giản, cho nên cái cách chúng ta triển khai cũng rất là dễ, các bạn hoàn toàn có thể tự triển khai được. Đấy. Nhưng mà nó lại có một cái hay là mặc dù với những cái cây nó ngẫu nhiên như thế, nhưng mà cái phương pháp này nó có thể làm việc với rất là tốt với những cái bài toán mà có số chiều cao, có số chiều cao, và rất là ít khi nó vướng phải cái câu chuyện gọi là overfitting. Nhưng mà có một cái vấn đề là trong thực tế thì người ta thấy là cái hiệu quả của nó rất là tốt và áp dụng cho nhiều miền ứng dụng khác nhau cũng đều tốt. Thế nhưng mà những cái hiểu biết về mặt lý thuyết của cái mô hình ấy, thì lại rất là ít. Tức là chúng ta không thể chứng minh chặt chẽ là chắc chắn cái mô hình đấy nó sẽ tránh được overfitting, hay là nó có khả năng tổng hợp hóa tốt nhất, ví dụ thế. Hay là những cái giải thích chứng minh là tại sao nó lại tốt như này thì chưa có nhiều những cái chứng minh chặt chẽ, mà đến nay thì các nhà toán học thì cũng chỉ đưa ra một vài những cái phân tích để có thể hỗ trợ cho cái hay là cung cấp một vài những cái ý tưởng để chúng ta thấy là cái random forest tại sao nó lại hiệu quả. Em thấy là ở trong cái rừng ngẫu nhiên này thì mỗi cây là ngẫu nhiên hay là mỗi cây được học theo các phương pháp khác nhau ạ? Mỗi cây là ngẫu nhiên. Tức là nó ngẫu nhiên hoàn toàn đó nè. Có học gì trên những cái cây đấy không? Thế thì người ta mới gọi là rừng ngẫu nhiên. Tập hợp tất cả những cây là ngẫu nhiên. Rồi, thế thì chúng ta sẽ đi vào cụ thể hơn. Thế thì đối với rừng ngẫu nhiên ấy, thì nó có ba cái thành phần chính mà nó tạo thành một cái phương pháp.
Thành phần đầu tiên người ta gọi là ngẫu nhiên hóa và không cắt tỉa. Có nghĩa là đối với mỗi một cây, khi chúng ta phát triển nó thì chúng ta phát triển một cách ngẫu nhiên. Cụ thể hơn là tại mỗi một cái đỉnh thì chúng ta sẽ chọn một cách ngẫu nhiên một tập nhỏ các cái thuộc tính chúng ta đặt vào đấy. Chứ chúng ta không không dùng, ví dụ không dùng như information gain như trong ID3 nữa, đúng không? Lần trước chúng ta phải tính toán cái gì đấy rồi chúng ta mới chọn, chúng ta đặt vào. Cái chỗ này thì chúng ta lựa chọn một tập con một cách ngẫu nhiên. Tất nhiên là chúng ta cũng thể chọn một, hoặc là chúng ta chọn một tập nhỏ. Sau đấy thì chúng ta sẽ phát triển các cái nhánh con từ cái đỉnh đó. Rồi chúng ta sẽ cho cái cây đấy phát triển một cách hết cỡ thì thôi, và chúng ta sẽ không dùng cắt tỉa. Và như vậy là các bạn thấy là cái cách chúng ta rồi chúng ta phát triển cái cây này thì ngẫu nhiên, đúng không? Rồi thành phần thứ hai là kết hợp. Tức là mỗi một cái lần chúng ta cần phán đoán ấy, thì chúng ta sẽ đưa cái quan sát đấy cho tất cả các cái cây, rồi yêu cầu mỗi cây nó phán đoán. Sau đấy chúng ta sẽ lấy trung bình, rồi chúng ta mang ra phán đoán. Đấy, rất đơn giản như vậy thôi. Thành phần thứ ba, người ta gọi là bagging. Mình không biết là dịch cái từ này từ tiếng Việt là thế nào. Thế thì cái thành phần này nó sẽ giúp chúng ta chọn một cái tập huấn luyện một cách ngẫu nhiên từ cái tập ban đầu. Có nghĩa là đối với mỗi một cây ấy, thì chúng ta sẽ sinh ra một cái tập dữ liệu huấn luyện cho nó một cách ngẫu nhiên từ cái tập dữ liệu ban đầu, bằng cách là lấy mẫu có trùng lặp từ cái tập dữ liệu D ban đầu để chúng ta tạo ra cái dữ liệu cho mỗi một cây ấy. Các bạn nhớ lại là lấy mẫu có trùng lặp là như thế nào? Tức là một mẫu có thể được dùng để train ở nhiều cây. Chưa hẳn. Một mẫu lấy ra có thể được tái sử dụng. Rồi, ok, đúng. Chúng ta cứ hình dung là giả sử chúng ta có một cái thùng kín chứa những quả bóng bên trong, đúng không? Chúng ta lấy mẫu từ cái thùng đấy, có nghĩa là chúng ta đưa tay chúng ta và chúng ta không nhìn được bên trong, chúng ta chỉ cần đưa tay vào chúng ta lấy một quả là thôi. Và như vậy là chúng ta sẽ thu được một cái quả bóng một cách ngẫu nhiên, có cái màu một cách ngẫu nhiên, ví dụ đấy. Nhưng mà giả sử cái thùng đấy mỗi lần chúng ta lấy ra thì nó lại xuất hiện quay trở lại cái đúng cái quả bóng như thế. Thế thì lần sau chúng ta lấy thì nó có thể lại có một lần nào đấy chúng ta lại lấy lại một cái quả bóng mà lần trước ta lấy rồi. Là như vậy ở đây đấy chính là một cái ví dụ minh họa cho cái việc là lấy mẫu có trùng lặp. Thì với cách làm đấy thì người ta gọi là bagging, và nó đã tạo ra một cái tập dữ liệu có thể nói là có cái mức độ ngẫu nhiên rất là cao để chúng ta giúp chúng ta phát triển một cái cây. Và như vậy chúng ta có thuật toán đầu vào là tập dữ liệu huấn luyện D và số lượng cây là K. Thì cách huấn luyện ấy thì chúng ta sẽ huấn luyện các cái cây một cách độc lập. Ví dụ đối với cây thứ Y chẳng hạn, thì trước tiên chúng ta sẽ sinh cái tập dữ liệu huấn luyện chúng ta ký hiệu là DI bằng cách là lấy mẫu có trùng lặp từ cái tập D, và làm sao cho cái kích cỡ của DI nó bằng D. Đấy. Sau đấy chúng ta sẽ phát triển cái cây thứ Y từ cái tập DI thôi. Như vừa nãy chúng ta phát triển từng đỉnh một. Ví dụ tại mỗi đỉnh thì chúng ta sẽ lựa chọn một cách ngẫu nhiên một tập nhỏ các cái thuộc tính chúng ta đặt vào để coi đấy là một cái tập thuộc tính kiểm tra. Và chúng ta chia cái đỉnh đó ra thành nhiều nhánh con tương ứng với các thuộc tính chúng ta đã dùng vào trong đấy.
và chúng ta sẽ cho cái cây nó phát triển hết cỡ thì thôi và không dùng cắt tỉa gì cả. Đấy. Như vậy là xong. Đấy, như vậy các bạn thấy là mỗi một cây là nó phát triển một cách độc lập. Không dùng cắt tỉa có nghĩa là mỗi cây đấy nó thực sự là overfitting đúng không? Và cái khả năng phán đoán là rất là tệ. Rồi, thế thì trong quá trình phán đoán thì mỗi lần phán đoán thì chúng ta sẽ lấy trung bình của tất cả các phán đoán từ các cây thôi. À, thì đấy là thuật toán rừng ngẫu nhiên, rất là đơn giản. Như vậy các bạn có thể thấy là ký dữ liệu nó tạo ra cũng được lấy một cách ngẫu nhiên từ D. Rồi cây khi quá trình phát triển cũng có cái sự ngẫu nhiên bên trong cái việc là chúng ta đặt các thuộc tính vào các cái đỉnh. Và đấy chính là cái lý do mà người ta gọi là rừng ngẫu nhiên, tức là các cái cây nó hoàn toàn ngẫu nhiên. Đấy. À, các bạn thấy là ở đây chú ý là cái tập DI ấy, khi chúng ta sinh ra thì nó phải có cỡ bằng D. Ở đây chúng ta lấy mẫu và có trùng lặp, có nghĩa là trong cái tập DI nó có một vài những cái phần tử mà nó đã lặp đi lặp lại mấy lần. Đấy, nhưng mà cũng có một vài những phần tử nằm trong D nhưng mà nó lại không nằm trong cái DI, đúng không? Thì nếu mà chúng ta phân tích một cách kỹ hơn ấy, thì trong cái tập DI nó sẽ chứa khoảng 2/3 những cái quan sát khác nhau trong D. Các bạn có thể hình dung là như vậy. Với cái cách làm của Bagging thì chúng ta hoàn toàn có thể phân tích chứng minh được cái điều đấy. Như vậy trong cái DI này nó chứa khoảng 2/3 các cái phần tử khác nhau trong D. Như vậy là còn 1/3 còn lại thì nó là trùng lặp. Đúng không? Rồi, đến đây thì các bạn nào có câu hỏi gì không? Em thưa thầy. Đấy, em nói đi. Như vậy là cách mà nó học một cái cây đấy ạ, thì là nó không dùng cái thuật như kiểu ID3 à? Hay như nào? Không, không. Em nhìn cái slide, nhìn thuật toán là nó có dùng ID3 đâu. Thế em ví dụ là ở mỗi nốt đấy ạ, thì nó lại chọn một cái tập thuộc tính ngẫu nhiên đúng không ạ? Ừ. Thì cái thuộc tính ấy nó vẫn có thể là lặp lại đúng không ạ? Ở trên một cái đường. Nó có thể lặp lại. Ừ. Vâng. Nhưng mà thế thì ví dụ nó chọn hai thuộc tính thì nó chia kiểu gì ạ? Nó ưu tiên cái gì ạ? Rồi thì cái cách chia đấy thì nó sẽ phức tạp hơn trong trường hợp mà bạn dùng một thuộc tính. Một thuộc tính thì dễ rồi. Thì hai thuộc tính thì cái số lượng chia thì bạn sẽ ví dụ bạn có dùng thì dùng một vài cái ước lượng để bạn xem là số lượng nhánh con là bao nhiêu. Ví dụ thuộc tính A và thuộc tính B, thuộc tính A có 5 giá trị, thuộc tính B có 2 giá trị. Để như ghép lại hai cái đấy thì nó có thể lên đến 10 giá trị, ví dụ thế. Hay là 10 nhánh khác nhau. Vâng. Và về sau thì đôi khi người ta cũng có thể tính cách là giảm bớt cái số giá trị đấy đi. Nó không làm cho cái cây nó quá lớn, vượt quá cái bộ nhớ của chúng ta. Thực ra là cái 2/3 đấy là do thống kê hay là chứng minh ạ? Chúng ta hoàn toàn có thể chứng minh được. Em nói là 2/3 cái phần tử khác nhau nằm trong DI đúng không? Vâng ạ. Ừ. Các
các bạn cứ dùng một vài kiến thức của xác suất thôi để các bạn lấy thôi. Ví dụ cái xác suất để chúng ta lấy một phần tử nằm trong D để chúng ta đưa vào DI là bao nhiêu. Sau đấy thì chúng ta lấy tổng tổng vào thôi. Em nói thầy, ở trong sự phát triển của mỗi cây thì ở tại một nút là nó random các thuộc tính, thì ở cái nút con của nút đó thì cái thuộc tính đằng trước đã được dùng để chia, nó có được loại bỏ khỏi tập thuộc tính không ạ? Chỗ này thì cũng mình cũng không không cần loại bỏ, mình có thể dùng dùng nhiều lần được. Như thế thì khi nào là biết là nó sẽ phát triển đến kích thước tối đa của cây ạ? Chúng ta hình dung là cái việc phát triển cây là để chúng ta tăng cái khả năng phán đoán cho cái tập dữ liệu huấn luyện, đúng không? Thế thì các bạn cái mỗi lần chia thì nó sẽ làm cho cái có khả năng làm cho cái độ chính xác nó tăng dần, và đến khi nào mà theo một cái nhánh nào đấy mà đến khi nào mà nó phán đoán chính xác hết rồi thì nó chính là nốt lá thôi, ví dụ thế. Nó là phân chia tách riêng thì các bạn cứ hình dung là đến lúc phân chia nào đấy thì mỗi lá nó chỉ có một cái phần tử, và một phần tử đấy thì nó chỉ có một nhãn thôi. Như vậy là xong. Vâng, em hiểu rồi. Em thưa Đó. thầy, ví dụ nó có hai cái đa dữ liệu ạ, nhưng mà kiểu vì một lý do đấy nó bị lỗi, thì mặc dù là dữ liệu y hệt nhau nhưng tức là các giá trị của các attribute y hệt nhau ấy, nhưng mà nhãn thì nó khác nhau, thì làm sao nó tách được đến cuối cùng ạ? Dữ liệu có nhiễu á. Tức là có thể là hai hai cái điểm đấy dữ liệu liền nhau nhưng mà cái nhãn lại khác nhau ạ, thì nó sẽ không bao giờ phân tách được hai cái nhãn đấy ạ, thì làm sao nó dừng? Rồi thì lúc đấy thì chúng ta có thể đưa một vài cái kỹ thuật, cái ràng buộc đơn giản vào thôi. Nó cũng tương tự những cái việc là chúng ta hạn chế bớt cái kích cỡ của cây để chúng ta có thể training được đối với cái bộ nhớ của máy tính, ví dụ thế. Đến đấy thì chúng ta dừng thôi. Thưa thầy, là trong tập đây nó có các quan sát nó trùng với nhau thì điểm gì ạ? Để làm gì, đúng không? Rồi, câu hỏi rất là hay. Nó trùng với nhau để làm gì? Theo các bạn khác thì như thế nào? Thực ra em nghĩ là để tăng tính ngẫu nhiên thay vì là tất cả cùng trên một bộ giống nhau. Rồi. Đấy là một cái lý do tăng tính ngẫu nhiên, hay là theo một cái ngôn ngữ khác là tăng cái variance, tăng cái sự khác biệt giữa các cái cây. Rồi, các bạn bạn khác có ý kiến, còn có idea gì không? Đó chính là một cái lý do rất là quan trọng. Ở đây chúng ta thấy là cái ngẫu nhiên nó xuất hiện ở hai chỗ. Một chỗ là sinh ra dữ liệu huấn luyện, và một chỗ là chọn thuộc tính để đặt vào một cái đỉnh, đúng không? Thì cả hai cái đấy thì nó đều giúp giúp ta tạo ra những cây
mà có cái sự khác biệt là nhiều. Đó, hai cây khác nhau thì nó hay có sự khác biệt nhiều ở trong đó. Và nói theo một cái cách khác là cái variance của tất cả các cây ấy nó rất là cao. Thế tập hợp tất cả các cây đấy nó tạo ra một cái phân bố mà có cái variance rất là cao. Và khi mà chúng ta lấy mẫu mà có trùng lặp ấy, và như vậy chúng ta có thể biết là có khoảng 2 phần 3 cái dữ liệu của D nó nằm trong DI. Thế còn 1 phần 3 là không có. 1 phần 3 còn lại là không có. Có nghĩa là cái cây thứ Y nó không biết gì về 1 phần 3 cái dữ liệu còn lại. Và các bạn cứ hình dung là cái cây thứ Y nó chỉ hiểu được khoảng 2 phần 3 cái từ cái dữ liệu chúng ta có thôi. Và như thế thì có nghĩa là mỗi một cây chúng ta tạo ra nó sẽ cố gắng nó mô tả một vài cái đặc trưng của cái không gian dữ liệu. Như vậy có nghĩa là và tất nhiên là cái cây đấy nó sẽ không hiểu được toàn bộ cái không gian chúng ta, đúng không? Mỗi cây nó chỉ hiểu một ít thôi. Và cái hai cây khác nhau thì có thể cái hiểu nó hoàn toàn khác nhau về cái không gian dữ liệu. Đấy, đấy như nó thể hiện cho cái việc là cái variance là giữa các cây hay là cái phân bố cây là lớn. Thế nhưng mà tổng hợp lại, các bạn thấy trong quá trình phán đoán này chúng ta tổng hợp lại bằng cách lấy trung bình. Thì đây là một cách để chúng ta tổng hợp từ rất nhiều các cái đặc trưng khác nhau mà nó đã học được từ các cây để tạo ra một phán đoán. Và đây là một cái kỹ thuật nó rất hiệu quả, bản thân con người chúng ta cũng rất hay dùng và nó đều có cái lý do của nó. Và trong thống kê thì người ta đã nghiên cứu cái việc này rất là nhiều ở cách đây hàng trăm năm. Và tất nhiên để cho cái cây nó, để cho cái rừng nó hiệu quả thì nó phải đảm bảo một vài cái yếu tố. Và trong thuật toán random forest nó đang làm để giúp chúng ta đạt được những yếu tố đấy. Như vừa nãy chúng ta nói là cái variance của cái phân bố của các cây ấy nó phải lớn, tức là mỗi cây nó có thể hiểu được một vài cái đặc trưng của không gian. Và nó các cây đấy phải độc lập với nhau. Nhưng mà nhìn như vừa nãy các bạn nào nói là khách quan, đúng không? Cái tri thức của cây này nó không phụ thuộc vào cái tri thức của cây kia. Chúng ta cứ hình dung là như vậy. Lúc đấy thì khi chúng ta tổng hợp lại thì nó mới có thể khả năng là tạo ra một cái phương pháp mạnh được. Rồi, thì tất nhiên là Leon Brightman thì ông đã đưa ra một vài cái phân tích rất là tốt để chứng minh những cái khả năng hiệu quả của cái phương pháp. Thì các bạn có thể xem thêm trong cái bài báo của ông ấy, ví dụ thế. Thế thì đây là một cái đánh giá của một nhóm các nhà khoa học năm 2014. Thì họ dùng trên 50 cái bài toán khác nhau từ các cái miền ứng dụng hoàn toàn khác nhau. Thì họ đánh giá so sánh Random Forest với rất nhiều các cái mô hình của học máy. Thì cái bảng này chính là cái bảng mà người ta tổng hợp lại. Sau khi đánh giá thì người ta xếp hạng cái thứ tự của các cái phương pháp. Và tất nhiên là để xếp hạng được thì người ta dùng cái độ chính xác phán đoán thôi để giúp chúng ta xếp hạng. Thì chúng ta thấy là cái phương pháp mà đứng đầu tiên thì đấy chính là cái phương pháp rừng ngẫu nhiên. Phương pháp thứ hai cũng là một biến thể của rừng ngẫu nhiên thôi. Phương pháp thứ ba là SVA. Phương pháp thứ tư rừng ngẫu nhiên, thứ năm cũng rừng ngẫu nhiên. Ở đây có phương pháp thứ tám, đây là một cái dạng cây quyết định. Rồi thì các bạn xem các phương pháp về sau thì cũng rất nhiều các phương pháp là có liên quan đến rừng ngẫu nhiên.
Và trong số 20 phương pháp đây thì chúng ta thấy có một vài phương pháp khác, chẳng hạn như là Mantibus ví dụ thế, hoặc là Adebus. Thì đấy là một vài những phương pháp khác mà cũng theo cái nhóm, những cái mô hình người ta gọi là ensemble. Thế thì Random Forest nó chính là một cái ví dụ của minh họa cho ensemble learning. Thì trong thực tế thì những cái mô hình mà có thể kết hợp được rất nhiều các cái mô hình đơn giản thì người ta gọi đấy là những cái mô hình dạng ensemble, hay là học kết hợp từ rất nhiều các cái classifier hay là các cái learner, ví dụ như vậy. Và khi những cái learner đấy đáp ứng một vài những điều kiện thì nó tạo ra những cái phương pháp rất mạnh. Và trong thực tế thì các cái phương pháp dạng kết hợp này thì thông thường rất hay được dùng và hiệu quả rất là cao. Đấy. Thì Random Forest thì là một cái ví dụ, và hôm nay chúng ta đã tìm hiểu cái ý tưởng của phương pháp này. Và rồi các bạn cũng thấy là cái cách, cái ý tưởng cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Nhưng mà nó rất là hiệu quả. Rồi, đến đây thì các bạn có câu hỏi gì không? Em thầy vừa nãy thầy bảo là các cái cây có độ khách quan vì nó các tri thức nó không ảnh hưởng với nhau ấy, nhưng mà em thấy là vì cái DI của mình ấy, là mình chọn ngẫu nhiên, vì vậy là cái dữ liệu hoàn toàn thể lặp lại, một phần dữ liệu hoàn toàn lặp lại ở giữa các cây ấy, thì em nghĩ là cái gọi là hoàn toàn khách quan giữa các cây em thấy nó không đúng lắm. Thầy có thể giải thích em chỗ đấy không? Ý mình nói đấy là các cây là cái tri thức của nó là độc lập với nhau, cái quá trình phát triển của mỗi cây hay quá trình training của mỗi cây là độc lập với nhau, hai cây là độc lập với nhau hoàn toàn, không có mối liên hệ, không có phụ thuộc gì cả. Đây, các bạn thấy cái việc huấn luyện hay là phát triển mỗi cây thì nó độc lập thôi, chẳng có liên quan gì đến cái cây khác cả. Thế còn cái tri thức nó thu được ấy, thì có một phần nó giao với cái tri thức của một cái cây khác thì cũng là cũng có thể có, hoàn toàn có thể có. Nhưng mà cái việc mà chúng ta lấy mẫu DI như này ấy, và chúng ta lấy các cái tập con, các thuộc tính chúng ta đặt vào một đỉnh một cách ngẫu nhiên ấy, thì hai cái việc đấy để giúp chúng ta đảm bảo là cái hai cái cây bất kỳ thì khả năng trùng lập là rất bé và coi như bằng không. Có nghĩa là và cái variance của các cái cây bên trong cái rừng này là phải lớn. Cái phân bố của tất cả cây nó phải lớn. Alo, em thưa thầy. Ừ. Em thưa thầy, tại sao mình không chọn tập DI là 2/3 số phần tử khác nhau của tập D từ ban đầu luôn ạ? Bạn chọn một cách cố định á? Dạ không, ý là kiểu chọn random ấy, nhưng mà chỉ lấy ra 2/3 phần tử mà toàn bộ là khác nhau từ tập D ấy ạ. Ừ. Chứ không chọn là kiểu cùng với cả cùng lực lượng nhưng mà lại có những phần tử trùng nhau ấy, mà mình chỉ chọn những phần tử khác nhau thôi. Ừ. Rồi. Thế bây giờ bạn nhớ lại xem có một cái đặc trưng của các phương pháp học máy là khi mà nó học từ một cái tập dữ liệu bé thì sẽ nảy sinh cái vấn đề gì? Em nghĩ là có thể nó không fit với tập dữ liệu.
rồi nó như các bạn thấy rằng là với một cái mô hình hay là một cái phương pháp khi mà chúng ta làm việc, chúng ta huấn luyện trên một tập dữ liệu bé thì có thể là cái chắc chắn là cái hiệu quả nói chung của cái mô hình đấy là nó không tốt, và cái dữ liệu nó càng lớn thì cái khả năng nó sẽ càng cao, cái hiệu quả của cái mô hình đấy nó sẽ càng cao. Đấy. Đấy, khi mà chúng ta huấn luyện trên một tập dữ liệu quá bé thì cái độ chính xác của một cái cây ấy, nó có thể nó quá tệ, nó không vượt qua một cái ngưỡng nào đấy, mà cái ngưỡng đấy là phải cần thiết để đảm bảo là cái rừng ngẫu nhiên tổng thể thì nó mới tốt. Ví dụ cái cây nó tệ quá thì cô cũng nó tạo ra cái chúng ta không thể đảm bảo là cái rừng này nó có hiệu quả hay là có khả năng tổng quan hóa tốt. Thì trong cái lý thuyết về 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 ensemble learning ấy thì các cái learners nó phải đảm bảo một vài cái điều kiện. Ví dụ có một vài phương pháp là nó yêu cầu mỗi một learner phải có độ chính xác phải 50% trở lên. Ví dụ đấy. Thì cái việc kết hợp nó mới tạo ra những phương pháp mạnh được. Cho nên là nếu mà chúng ta lấy cái DI nó bé quá, ví dụ thế, thì có thể nó không đảm bảo cái mức tối thiểu để chúng ta có thể hình dung là như vậy. Tất nhiên nha, các nhà thống kê thì người ta nghiên cứu về cái phần backlink cũng rất là kỹ, thì người ta có những lý do thêm vào trong đấy nữa. Thì các bạn có thể tham khảo từ các cái tài liệu về backlink thôi. Tất nhiên trong trong cái bài báo về Random Forest thì Leo cũng đã bàn luận nhiều nhiều cái câu chuyện xoay xoay quanh nó rồi. Rồi, thế thì Hiếu nãy có câu hỏi thì với cái giải thích như thế thì có đã trả lời được chưa? Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Em nói thầy là tại mỗi nốt của cái cây thì nó là chọn các cái thuộc tính ngẫu nhiên. Thế thì đến bao giờ thì nó mới ở cái nút cuối cùng nó là lá. Chắc gì nó là lá. Như cái này thì vừa nãy có một bạn hỏi rồi đấy, đúng không? Ví dụ đây đến đến một cái khi mà phân chia dữ liệu ra thành các cái nhánh thì có một nhánh nào đấy mà nó chỉ chứa một cái chứa dữ liệu mà thuần túy thuộc một lớp thôi, ví dụ thế, thì nó là lá rồi, chúng ta không làm tiếp nữa. Thế còn chỗ nào mà nó vẫn còn hỗn độn thì chúng ta lại phát triển tiếp, cứ như vậy cho đến hết cỡ thôi. Rồi. Bạn nào có câu hỏi khác không? Ô thầy ơi, thầy bảo ở đây ghi là một subset S, chọn hẳn một subset thì chia theo subset ạ. Ừ. Chia theo nguyên cái subset thì chưa rõ chia kiểu gì, nếu mà chia theo nguyên cả một tập subset attribute. Nãy Chia theo nãy một cái thì em dễ rồi. hiểu. Hình như nãy có bạn nào hỏi rồi về về phần đấy đúng không? Là giờ chúng ta chọn hai cái thuộc tính chúng ta đặt vào một cái đỉnh. Thế thì chúng ta phát triển cái nhánh như thế nào đúng không? Ví dụ thuộc tính 1 có 5 giá trị, thuộc tính 2 có 2 giá trị. Thế thì số lượng cây con lúc đấy sẽ là phải là 5 nhân 2, ví dụ thế. Đấy là cách chia tự nhiên đơn giản. Tất nhiên trong triển khai thì người ta cũng tìm người ta làm kỹ cái chỗ này hơn một tí, là chúng ta không phải chia đơn giản như thế nữa, mà đôi khi người ta phải đưa thêm ràng buộc vào để hạn chế cái số lượng nhánh đi.
để đảm bảo cái kênh chúng ta nó không quá lớn và chúng ta không không triển khai được trong máy tính. Và có một vài những phát triển về sau thì người ta cố gắng người ta tìm cái cách chia tốt nhất. Đó, cho đấy Dũng đã ok chưa? Rõ chưa? Dạ ok, em hiểu rồi. Ờ, như vậy là đối với phương pháp dừng ngẫu nhiên thì các bạn thấy là cái số lượng cây ấy, thì đấy là một cái tham số mà các bạn các bạn phải lựa chọn cho nó cẩn thận khi chúng ta áp dụng vào trong cái bài toán thực tế. Tất nhiên là về mặt lý thuyết thì người ta cũng đã chứng minh là cái phương pháp này nó sẽ không tệ khi chúng ta tăng cái số lượng cây. Có nghĩa là chúng ta càng tăng số lượng cây thì cái phương pháp nó sẽ càng ngày càng càng tốt lên, chứ nó không tệ đi. Thì đấy là một cái đặc trưng rất là hay về mặt lý thuyết, người ta chứng minh cái dừng ngẫu nhiên. Nhưng mà trong thực tế thì chúng ta không thể tăng một cách thoải mái được, bởi vì cái máy tính của ta nó hạn chế tài nguyên thôi, đúng không? Thì thông thường thì người ta chọn để có một cây nó tốt thì chúng ta phải chọn vài trăm cái cây bên trong cái rừng này thì nó mới tạo thành một cái rừng có chất lượng tốt. Thì đấy là gợi ý cho các bạn khi các bạn dùng thôi. Thì rừng ngẫu nhiên nó là một một cái phương pháp đại diện cho nhóm các cái phương pháp về kết hợp các cái learners. Rồi, thế thì chúng ta thấy là ý tưởng rất đơn giản, hiệu quả rất tốt, đúng không? Thì đấy là những cái ưu điểm của cái rừng ngẫu nhiên. Tất nhiên là nó cũng có những cái nhược điểm của nó. Như chẳng hạn như bạn Hiếu hay là Hiệu có nói này, thì có thể cái lượng tính toán nó lớn khi mà chúng ta chọn cái số cây nó nhiều, ví dụ thế. Nhưng mà cũng không phải quá lớn so với một vài những cái dạng mô hình khác đâu. Ví dụ những cái dạng mô hình dạng mạng nó còn tốt hơn nhiều. Chúng ta nhớ lại là mỗi cây này là nó phát triển một cách độc lập được. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể song song hóa được cái việc huấn luyện cái rừng này, đúng không? Rồi, ok. Và như vậy là thời gian thì trong buổi hôm nay thì chúng ta cũng hết rồi. Và như vậy là chúng ta có thể kết thúc đây. Nếu mà các bạn có câu hỏi thì cứ hỏi thêm sau thôi. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Em chào thầy ạ. Chào tất cả các bạn. Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ.